Xin chào quý bà con, hôm nay giới thiệu với bà con về nu nướng inox có gương kính phi 80. Bà con có thể nhìn thấy đây là tất cả các loại thịt, sườn, gà và các loại củ quả nướng bằng than. Nhìn qua cái kính chịu nhiệt Meca rất là rõ, nhìn cực kỳ hấp dẫn. Nu nướng này phù hợp với tất cả các cửa hàng bán đồ nướng, hay là quán nhậu, hay là bán các đồ ăn liên quan đến sản phẩm thịt nướng. Bà con có thể nhìn thấy rằng là ánh lửa cháy cực kỳ hấp dẫn, và nhìn thấy là cái tiến độ của thịt ở trên trong, sản phẩm ở bên trong chín. Với sản phẩm nướng như thế này, gà thì trong vòng khoảng chừng 60 đến 70 phút, còn thịt thì trong vòng 2-30 phút. Bây giờ chúng tôi sẽ mở ra để cho bà con cùng chúng tôi xem về sản phẩm gà nướng. Bà con có thể thấy là gà rất nướng đều và giòn đẹp, ăn rất ngọt mịn và dai, cực kỳ thơm bổ dưỡng.